Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện lạnh Machi nhé. Thì hôm nay mình lại tiếp tục sửa chữa một cái mạch của máy điều hòa LG mắc một cái bệnh huyền thoại, đó là bị mất nguồn. Thì nguyên nhân là bị nổ IC nguồn. Đây, các bạn thấy là nó bị nổ đây, nó khói đen xì lên con tụ đấy, khói đen xì lên vào con tụ luôn. Rồi thì là NTC, NTC thì nổ bay mất một miếng luôn đấy, ra một cái lỗ to như này. Rồi thì hôm trước mình cũng đã có một cái video clip chia sẻ cho các anh em ở trên kênh của Điện lạnh Mai Chi về cái nguyên nhân dẫn đến bị nổ IC đó là gì, rồi thì là cách khắc phục ra sao, và đặc biệt là trường hợp mà bị nổ bay mất cái lưng con IC, tức là mất thông số IC, thì chúng ta làm sao để tra được cái mạch này nó sử dụng con IC tên là gì để chúng ta có thể thay thế. Thì cái con này thì nó nổ, nó chưa bị, đây các bạn nhé, nó nổ, nó chưa bị bay mất cái lưng, thì mình sẽ quay cho các bạn xem là nó sử dụng con IC tên là gì. Nó hơi đen, nhìn hơi khó. Đây, nó sử dụng con TNI277 các bạn nhé. Thì các bạn có thể thay 276 hoặc 277 đều dùng được. Thế thì nguyên nhân dẫn đến bị hư hỏng và nổ con IC như này, thì hôm trước mình chia sẻ rồi, đó là do bị hỏng con tụ này. Con tụ đầu nguồn nhìn rất là đẹp như này nhưng mà bị hỏng các bạn nhé. Đây mình đo thử cho các bạn xem này. Cái mạch này thì hiện tại nó rất là nguyên bản, nó chưa được sửa chữa gì các bạn nhé. Đây các bạn nhìn mối thiếc này, nguyên zin luôn. Thì anh em nào muốn xem chi tiết kỹ lưỡng về cái bản bệnh này thì anh em có thể xem ở trên kênh của Điện lạnh Machi. Mình đã chia sẻ một video rất là kỹ lưỡng về cái bản bệnh bị nổ IC. Đây, mình sẽ đo cho các bạn xem nhé. Thì cái con tụ này hiện tại các bạn nhìn thấy nó rất là lành và đẹp đúng không ạ? Không hề bị lồi, bị nổ đúng không ạ? Thì con tụ này đang sử dụng là 15 mi 500V. Đây, mình đo cho các bạn xem nhé. Không có thông số đúng không ạ? Không lấy được thông số. Và đây, mình có một con 33 mi này, 450V, mà mình đo cho các bạn xem này. Đấy, 32,9 mi, 33 mi nhá. Đây, thì mình sẽ nhấc con tụ ra cho các bạn xem. Anh em nào chúng ta chưa biết, chúng ta tham khảo. Nguyên nhân dẫn đến mình nổ IC chính là bị hư hỏng con tụ này mà chúng ta không biết. Không biết thì thay con khác vào cũng lại nổ luôn. Đó, các bạn thấy chưa? Đây, mình nhấc ra thì các bạn thấy là nó thối mục, chuyên bị thối mục chân đúng không ạ? Đó chính là nguyên nhân dẫn đến bị nổ IC. Cho nên khi chúng ta thay thế IC mới mà chúng ta không khắc phục con tụ này đi thì chắc chắn là cũng sẽ lại nổ, chỉ trong tích tắc hoặc là ngày 1 ngày 2 thôi. Rồi thì NTC hỏng thì các bạn thay thế con NTC khác. Thì các bạn có con NTC như này. Đây, các bạn có con NTC như này thì các bạn thay vào, hoặc không các bạn thay cho mình con trở 4,7 ohm 5W cũng được các bạn nhé, 4,7 hoặc là 5,1 đều được. Thì trước khi thay thế các linh kiện IC cũng như là mọi thứ thì chúng ta phải đo chạm chập. Chúng ta sẽ đo chạm chập bên thứ cấp và bên sơ cấp, chúng ta đo vào các con diode. Rồi, bên thứ cấp một chiều lên một chiều không lên là ok các bạn nhé. Chúng ta sẽ đo cho mình những con diode cầu nắn này. Con này chết này, một con chết. Hai con chết. Ba con chết này. Con này tạm thời còn sống này. Tạm thời sống. Như vậy là có ở chỗ này chúng ta thấy có 1 2 3 4 5 con iốt, thì có 1 2 3 con chết, hai con này vẫn còn tạm thời còn sống. Thì chúng ta sẽ thay thế các con diode bị hư hỏng rồi đi và thay con NTC, thay con tụ lọc nguồn mới, thay IC nguồn mới. Chúng ta sẽ thử xem là nó có nguồn không. Thì mình cái bệnh này thì mình cũng sửa rất là nhiều và chia sẻ cho anh em rất là chi tiết trên cái video hôm trước rồi. Thì cái video này mình không tiện chia sẻ cụ thể lại nữa. Thì chúng ta kiểm tra sơ nhanh qua, mình sẽ sửa chữa cái bệnh này nó như thế nào.
Thực ra nó khá là đơn giản thôi, anh em làm quen thì nó rất là đơn giản thôi. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành thay thế những linh kiện hỏng này đi. Giờ đây các bạn nhé, thì sau khi mình xử lý và thay thế một loạt các linh kiện IC, tủ lọc nguồn, rồi thì là diode cầu nắn NTC, rồi kiểm tra chạm chập thì mình kiểm tra trước khi chúng ta thay thế rồi. Thì sau đây chúng ta sẽ tiến hành mình sẽ cắm điện thử vào xem là nó đã chạy ok chưa. Rồi, chúng ta đã sẵn sàng. Nó sẽ sẵn sàng cầm nháy các bạn nhé. Để cầm nháy. Đó, các bạn cầm nháy cái thấy có nguồn luôn đúng không ạ? Ok, bíp luôn. Đây các bạn thấy là đèn LED đã sáng luôn này. À, cái phím này kém à. Rồi, mình sẽ thử xem là lốc và quạt chạy ok không. Rồi, đã đóng lốc các bạn nhá. Mình sẽ thử luôn xem cái quạt dàn lạnh chạy ok không. Rồi, quạt dàn lạnh chạy ok. Đấy, mình thay đổi tốc độ quạt là cái bóng đèn nó sáng này, các bạn này nhỉ. Đấy, thay đổi tốc độ quạt tốt các bạn nhé. Rồi, như vậy là đấy, quạt chạy rồi. Rồi, như vậy là vừa rồi thì mình đã trực tiếp sửa chữa một cái mạch điện mắc cái bệnh truyền thống bị hư hỏng khối nguồn. Vì các cái video clip trước thì mình chia sẻ khá là cụ thể. Thì anh em nào muốn tham khảo chi tiết thì mình xem một cái video clip đó, còn video clip này thì mình sẽ sửa trực tiếp để cho anh em tham khảo thôi. Đây, sau khi thay thế một đống linh kiện như này các bạn nhé, thì mạch đã chạy ok trở lại như này rồi, thì mình sẽ giải cho anh em thợ để anh em thợ lắp lại cho khách hàng. Rồi, mình cũng xin kết thúc cái video chia sẻ tại đây và xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi cái video clip này của mình, và xin chúc tất cả các bạn chúng ta sẽ sửa chữa thành công cái ban bệnh tương tự như cái máy này, và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video chia sẻ tiếp theo của mình nhé. Chào các bạn.